Quý vị đang đến với kênh YouTube Mark Home. Trong chuyên mục Nhà đẹp Mark Home lần này, chúng tôi xin phép giới thiệu đến quý vị công trình của gia đình anh Lộc có địa chỉ tại Sơn La. Xin phép chia sẻ thêm với quý vị, đặc biệt là những ai lần đầu tiên theo dõi kênh YouTube Mark Home, công ty của chúng tôi chuyên về thiết kế và thi công trọn gói hàng đầu tại Việt Nam. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn hoàn thiện nội thất và sản xuất vật liệu xây dựng như là sơn, bột bã, thiết bị vệ sinh, thiết bị chiếu sáng, sàn hộp không dầm, sàn gỗ v.v. Hiện tại thì quý vị có thể mở showroom vật liệu của Mark Home chỉ với 500 triệu, bao gồm miễn phí quầy kệ, biển bảng, nhận diện thương hiệu, đào tạo, tư vấn bán hàng, vận chuyển đơn hàng. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cung cấp khách hàng trong khu vực và quý vị có thể thu hồi vốn sau 36 tháng. Nếu quý vị có nhu cầu thiết kế, thi công, cải tạo nhà ở, cơ sở kinh doanh hoặc là mở showroom vật liệu thì có thể liên hệ với chúng tôi qua các số hotline 096 445 8888, 082 81 33333 để được hỗ trợ và tư vấn. Trên màn hình quý vị là công trình của gia đình anh Lộc. Đây là công trình một tầng mái bằng được thiết kế theo phong cách kiến trúc hiện đại. Công trình này chắc chắn sẽ là sự lựa chọn phù hợp với những ai yêu thích sự đơn giản, cá tính và trẻ trung. Hình khối công trình thì vuông vức đơn giản nhưng rất là thu hút. Một trong những điểm cộng rất là lớn thì phải kể đến việc chúng tôi đã khéo léo sử dụng các vật liệu trang trí như là đá tự nhiên, gỗ nhựa màu nâu và màu ghi. Hệ thống cửa ở công trình là nhôm hệ kết hợp với kính. Trên thị trường thì có rất là nhiều loại nhôm hệ như là Sinfa, Việt Pháp, nhôm hệ 50, nhôm hệ A38 v.v. Tùy vào sở thích và mức độ đầu tư tài chính của mình thì quý vị có thể lựa chọn sao cho phù hợp. Ở đây thì chúng tôi chọn nhôm hệ Sinfa, nhôm cứng chắc, cấu tạo nhiều khoang rỗng bên trong và đường gân rãnh chạy dọc bên ngoài bề mặt thanh nhôm, giúp cho cửa trở nên cứng chắc. Việc sử dụng loại vật liệu này thì sẽ giúp cho cả nhà của chúng ta trở nên thông thoáng, sang trọng và hiện đại hơn. Các kiến trúc sư cũng đã khai thác hai lối tiếp cận kết nối với bên trong và bên ngoài công trình. Từ đó thì chúng ta không chỉ dễ dàng trong việc đi lại mà còn giúp cho việc lưu thông không khí một cách hiệu quả. Cổng và tường rào của công trình thì được thiết kế đơn giản với khối bê tông chạy dài, cổng được làm bằng chất liệu là sắt nan gỗ. Với thiết kế phóng khoáng, tinh giản, màu sắc hài hòa thì chúng ta có thể yên tâm sử dụng trong thời gian dài mà không lo bị lỗi thời. Tiếp theo thì mời quý vị sẽ cùng xem qua hồ sơ kỹ thuật thi công của công trình. Hồ sơ này trình bày thông tin về công năng, các mặt bằng, mặt đứng và các số liệu kỹ thuật. Công trình có kích thước xây dựng là 11,6 x 12,8m, diện tích sử dụng khoảng 125m2. Công năng của công trình thì sẽ được đội ngũ kiến trúc sư kết hợp với các chuyên gia phong thủy thực hiện. Ở công trình này thì chúng tôi còn thiết kế cả nội thất cho một số khu vực chức năng theo yêu cầu của gia chủ. Để xem thêm nhiều mẫu nội thất hơn thì quý vị có thể truy cập vào kênh YouTube Nội thất Mark Home. Quay trở lại vấn đề công năng thì đầu tiên là phòng khách rộng 21m2. Căn phòng này kết nối với khu vực sảnh chính và được khai thác thêm hai ô cửa sổ. Và trên màn hình quý vị là góc nhìn mà chúng ta từ cửa chính bước vào. Khu vực phòng khách thì sẽ gồm có một bộ sofa đặt ở vị trí trung tâm, sofa khung gỗ bọc đệm da công nghiệp, bàn trà gỗ thì sẽ được đặt ở vị trí trung tâm của căn phòng. Phần lớn đồ dùng nội thất ở khu vực này nói riêng cũng như là nhiều khu vực chức năng khác đều là gam màu nâu đã mang đến cảm giác dễ chịu và ấm cúng. Tấm vách đặt tivi cũng chính là vách ngăn, phân chia phòng khách với khu vực chức năng ở phía sau. Đây là vách PVC giả đá kết hợp với nẹp trang trí bằng hợp kim nhôm cao cấp sơn mạ tĩnh điện. Tấm vách này được đánh giá là một thiết kế thông minh tích hợp nhiều chức năng, trong đó có chức năng trang trí. Đưa mắt nhìn lên phần trần thì chúng ta sẽ thấy một chiếc quạt đèn chùm vừa làm mát vừa chiếu sáng. Đặc biệt là áp dụng xu hướng hiện nay, chúng tôi còn thi công trần kính hay còn gọi là trần gương. Thiết kế này không chỉ mang đến vẻ hiện đại, đẳng cấp mà còn là giải pháp cơi nới không gian, phản xạ tốt ánh sáng. Từ đó nó giúp cho chúng ta có cảm giác là căn phòng cơi nới rất là phù hợp với những căn phòng có diện tích nhỏ hẹp. Ở khu vực này thì chúng tôi còn bố trí thêm màn che Hàn Quốc hai lớp để che chắn, điều chỉnh cường độ ánh sáng vào bên trong một cách dễ dàng. Phía sau phòng khách là bếp ăn có diện tích là 23,7m2. Với diện tích và bố trí cụ thể như trên bản vẽ thì chúng tôi đã sắp xếp vào đây một hệ tủ bếp hình chữ L và một bộ bàn ghế ăn ở vị trí trung tâm.
Tủ bếp thì sẽ được xử lý bằng chất liệu là gỗ MDF chống ẩm ăn cường phủ melamin. Thiết kế này thay thế cho những chiếc tủ truyền thống, cải tiến nhiều về chức năng, che được những đồ dùng vật dụng gia vị bếp vì có rất là nhiều ngăn tủ. Và với thiết kế bồn rửa, bếp điện từ, vị trí để đặt lò nướng, lò vi sóng, máy hút mùi v.v. thì đã giúp cho thao tác nấu nướng trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Bộ bàn ghế ăn thì sang trọng với mặt bàn đá giúp cho việc lau chùi dễ dàng hơn. Ghế ăn với phần lưng và mặt bọc nỉ. Chất liệu này thì có ưu điểm về sự êm ái và dễ chịu. Phần trần thì vẫn được ốp gương như là trần phòng khách. Đặc biệt thì chúng tôi đã thiết kế vào đây hệ thống đèn thả rất là độc đáo. Tùy vào phong cách mà chúng ta có thể lựa chọn sao cho phù hợp. Nếu ở vị trí này chúng ta sử dụng một chiếc đèn chùm thì tổng thể không gian sẽ trở nên rời rạc. Đó chính là lý do vì sao cần phải tính toán và thiết kế thật là cẩn thận ngay từ đầu. Các khu vực chức năng còn lại thì gia đình không yêu cầu thiết kế nội thất mà sẽ tự mình bố trí. Khu vực tiếp theo là phòng thờ có diện tích 11m². Đây là nơi tôn nghiêm nhất trong ngôi nhà, được đặt ở vị trí đẹp, tọa cát hướng khác. Về khu vực sinh hoạt riêng thì ngôi nhà của gia đình anh Lộc sẽ có 3 phòng ngủ. Phòng ngủ số 1 và số 2 được đặt liền kề với nhau. Phòng ngủ số 1 thì rộng 13,2m². Phòng ngủ số 2 là một phòng ngủ có nhà vệ sinh khép kín. Diện tích khu vực ngủ nghỉ là 13,6m². Nhà vệ sinh khép kín thì rộng 3,3m². Khi thiết kế nhà vệ sinh khép kín, chúng ta cần phải đảm bảo được sự lưu thông không khí và vấn đề về sự thông thoáng. Nếu không thì sẽ dễ mang đến cảm giác là ẩm thấp, rất là khó chịu và ảnh hưởng đến sức khỏe. Phòng ngủ số 3 sẽ được đặt ở vị trí rất là thoáng khi gần với cửa đi ở sảnh phụ dẫn ra phía trước công trình. Khu vực cuối cùng là nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm chung, có diện tích 3,9m². Sau mặt bằng công năng thì sẽ là mặt bằng xây dựng với những kích thước cụ thể, số liệu kỹ thuật cho việc thi công chính xác, tránh những sai sót. Tiếp đến là mặt bằng lát sàn. Tại trang này sẽ chỉ ra những loại gạch, số lượng gạch ở từng khu vực chức năng, cụ thể thì khu vực nào cần phải cắt gạch. Áp dụng các ký hiệu bên dưới thì chúng ta biết được là khu vực phòng khách, phòng thờ, phòng bếp ăn, phòng ngủ sẽ sử dụng gạch granite vân đá màu sáng, có kích thước là 800x800mm, đây cũng là kích thước lớn nhất. Ở những khu vực có kích thước thoải mái thì việc sử dụng gạch khổ to sẽ mang đến cảm giác không gian liền mạch, thông thoáng và cơi nới không gian. Nhà vệ sinh kết hợp với nhà tắm là khu vực ẩm ướt, trơn trượt, cho nên là chúng tôi quyết định sử dụng gạch ceramic chống trơn màu tối, kích thước là 300x300mm. Việc sử dụng gạch có kích thước nhỏ ở khu vực này sẽ hạn chế tình trạng cắt gạch, đảm bảo tính thẩm mỹ. Vị trí sảnh thì sẽ được ốp đan xen giữa gạch granite màu tối và gạch granite màu sáng. Các khu vực chức năng bên trong công trình thì cũng sẽ được ốp gạch lên cao để tăng tính thẩm mỹ, tránh bám bẩn và góp phần giúp cho không gian trở nên mát mẻ hơn. Bên dưới từng trang hồ sơ thì chúng tôi còn có để vào đây thông tin số điện thoại hỗ trợ tư vấn kỹ thuật. Quý vị gặp khó khăn hay là thắc mắc thì có thể gọi đến số 0924 099 999 để được tư vấn. Chuyển đến hồ sơ điện nước, trong hồ sơ này thì chúng tôi sẽ trình bày những thông tin liên quan đến tất cả những vấn đề điện nước trong công trình như là lắp đặt, vận hành, sử dụng thiết bị. Đặc biệt là chúng tôi còn có bảng thống kê tất cả các thiết bị điện nước ở công trình. Nếu có điều kiện thì chúng tôi khuyến khích quý vị lắp đặt thêm thiết bị báo cháy tại khu vực bếp, lắp đặt camera phía trước nhà cũng như là hệ thống chống sét tiếp địa để đảm bảo an toàn. Tiếp theo là hồ sơ kết cấu. Kết cấu thì sẽ gồm có kết cấu phần mái, phần thân và phần móng. Về phương án móng thì chúng ta sử dụng móng cọc bê tông cốt thép có tiết diện là 200x200mm. Ở mặt bằng móng thì chúng ta sẽ biết được số lượng vị trí cọc ở công trình. Ở đây thì chúng tôi ép 31 cọc, mỗi đoàn cọc tạm tính dài 8m. Số lượng cọc ép và độ dài của cọc thì sẽ dựa vào tính chất nền đất cũng như là tải trọng công trình mà chúng ta đưa ra được chiều dài cho phù hợp. Nhiều trường hợp do tính toán phương án kết cấu không phù hợp hoặc là thợ thi công không có chuyên môn đã dẫn đến là công trình bị sụt lún, nứt tường, siêu vẹo. Và những vấn đề liên quan đến kết cấu thì sẽ rất là khó sửa chữa, cho nên là chúng ta có thể yên tâm khi mà lựa chọn Mahom. Tiếp theo thì sẽ là về vấn đề dự toán. Sau khi chốt phương án thiết kế, phòng dự toán sẽ tiến hành bóc tách từng khối lượng vật liệu xây dựng ở công trình. Từ đó thì sẽ đưa ra được chi phí cần thiết phải chi trả. Từ đây thì chủ đầu tư có thể yên tâm không lo lắng về tình trạng phát sinh cũng như là chủ động được về vấn đề tài chính của mình. Vậy là vừa rồi thì chúng tôi đã chia sẻ đến quý vị công trình của gia đình anh Lộc có địa chỉ tại Sơn La. Tổng quát lại thì đây là một mẫu nhà hiện đại mái bằng thích hợp cho đôi vợ chồng trẻ mới cưới hoặc là những ai yêu thích lối sống đơn giản tinh tế.
Rất là cảm ơn anh Lộc và gia đình vì đã tin tưởng và lựa chọn Mark Home. Nếu như quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công thì có thể liên hệ với chúng tôi qua các số hotline 096-445-8888, 082-813-333 hoặc là quý vị cũng có thể liên hệ với các số trên qua Zalo. Văn phòng làm việc của Mark Home thì được đặt tại số 180 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội và 162-164 Cộng Hòa, Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chia sẻ thêm với quý vị thì hiện tại gói thiết kế kiến trúc sẽ có chi phí là 145.000 trên 1m2. Chúng tôi sẽ giám sát miễn phí 2 lần, còn gói thiết kế sơ bộ sẽ là 85.000 trên 1m2, gồm có mặt bằng chi tiết, 3D ngoại thất, mặt đứng, mặt cắt, chi tiết cửa đi, kết cấu móng, mặt bằng bố trí, điện, nước. Rất là hy vọng được đồng hành cùng với quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.